Chào bạn, đây là con robot hút bụi của hãng Medion có mã là 18600. Con robot này có màn hình và các nút điều khiển ngay trên mặt. Đây, tôi sẽ thử ấn cái nút cho nó tìm về cái đế sạc để xem nó có tìm được về hay không. Bắt đầu nó sẽ quay các hướng để xác định xem cái đế sạc ở đâu. Và con robot này là con robot bản rút gọn của các cái dòng như là 18500 vân, vì nó đã bỏ đi cái điều khiển từ xa và nó chỉ có chức năng là hút bụi thôi. Tất cả các tính năng đều được thiết lập ở trên cái phần mặt của robot và có màn hình kèm theo. Ở trên này thì có cái nút như là nút hút bụi này, hay nút về nhà, hay nút hẹn giờ, hay nút start chạy tự động. Đây, nó tìm thấy cái bay rồi, bắt đầu nó đi cắm vào sạc. Con robot này có thể hút liên tục được khoảng 90 phút. Đây là biểu tượng sạc pin ạ. Về hình thức thì cũng ra khá giống với các robot Medion khác, chỉ khác là nó không điều khiển từ xa và bố trí các nút ở ngay trên phía mặt. Ở phía trong này cũng là cái hộp đựng rác. Các bạn bấm nút này để mở ra. Kích thước của hộp đựng rác này cũng tương tự như các robot Medion khác. Để tìm hiểu kỹ hơn về robot hút bụi Medion 18600, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.